Rồi, thì bây giờ anh Thành kính mời toàn thể 55A hướng mắt về màn hình để xem con cọp Sibo 99 Carbon 8 nó sẽ hiện diện sau khi anh Thành đập thùng. 1, 2, 3, bắn pháo, bùm. Chạy nước miếng. Ây da trời nhức nha. Ây da. Quá trời. Đừng nữa không. Con gà dưới chân nữa nè. Chi bật quần ra. Quá rồi. Xuống. Buồn quá anh em ơi. Cách kia rồi. Trời, gách kia nó giống như gách khúc gột vậy trời. Trời ơi, gách kia nó buồn gì đâu, nó buồn luôn trời. Biết làm sao bây giờ. Đồ cũng đã gách rồi. Thôi đứt khúc gột. Thạch vô tao lấy chìa khóa cho nó khóc. Đi qua nữa. Thành Thạch đang cuối cùng thì có một nhà YouTuber đang lại quay nha anh em. Đang làm YouTuber đó. Khóc đi. Khóc đi như chưa từng được khóc. Hay khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng. Trời nó nhức nhối tâm hồn sao lắm trời. Cái 99 mà vô 99 game nổ kỳ quá anh em ơi. Ré ré ré. Rồi, thì cái màn khui thùng chiếc Sibo 99 đầu 38 của anh Thạch đến đây đã kết thúc. Tiếng nổ của nó thì Thạch đã cho anh em coi rồi. Thạch biết, thấy hình mà không nghe tiếng nổ là anh em không chịu đâu. Lúc đó là thank you.
không quen đứng đá giống Thạch nha, đá bể số đó. Rồi, anh Thạch chào anh em, toàn thể anh em đam mê. Thạch sẽ đem nó vô ụ, đắp mền. Bye bye và chào tạm biệt các bạn. Vậy là chẳng một cặp, đỏ tươi mà đó chứ gì. Đỏ đô nằm đây, cũng chín chín. Rồi, Thạch kính chúc anh em năm mới 2020. Rồi, mong muốn của Thạch là chúc cho anh em đam mê sẽ tìm được một con xe mà đúng chất xì bòn, giống như mình. Đóng cái đám cho đóng. Sau chuyến đi cam về, xin mời anh em đang thấy là một con cọp đủ lâu năm mà thu nhập đầu năm 2020 mới vừa chốt được, gửi từ Sài Gòn về. Con này là Sài Gòn, đủ là nhiều điều đi Mỹ hình như là một năm về chạy được có 2 lần, 6 tháng một lần, giữa tháng 6 và Tết. Rồi để phí quá thì đã chia sẻ lại cho Thành, đầu năm 2020 thì đây là thu nhập đầu tiên của Thành. Bây giờ Thành sẽ đưa em nó xuống, gia nhập đội của Thành. Ủa nãy vậy bấm chưa vậy? Rồi, sẽ chạy rồi nè, 40 rồi nè, 42 luôn rồi quỷ. Hả? Cọp đời 99 đầu 38 nha anh em. Rồi thì bây giờ Thạch sẽ bắt đầu khui thùng. Thì hồi trước mình nghèo khổ lắm, đâu có tiền đâu mà khui thùng nhập từ Malaysia về. Thì bây giờ mình phải thử trải nghiệm cái cảm giác mà khui thùng từ Sài Gòn về đi ha. Rồi anh em hướng mắt về màn hình để Thạch khui thùng con xì bo 99 đầu 38 nha. Biết mấy anh em đập hộp mấy chiếc da dép đó cảm giác nó sao, mà sao Thành đập hộp cái con xì bo đời 99 đầu 38 này cảm giác nó lần lần, tại vì da dép á đập hộp quá đơn giản, mà xì bo mà đời 99 mà đập hộp nữa, mà năm 2020 nè nó mới phiêu. Mới mua xe
lâu chưa anh Thành? Tính toán lâu rồi. Có tiền chưa? Sau khi hơn 30 phút tập hợp thì bây giờ con cọp nó từ nó lại hiện diện ra đó. Anh tin chắc rằng anh em đang háo hức khi mà Thạch khui cái bọc nó ra đó, để coi coi cái hình dáng của cọp nó sao, đúng không? Ráng đợi đi, cần thấy rồi. Thạch cũng đang ngôn nè. Xe ra được rồi, đập hộp chuyên nghiệp mà. Cậu nghe nói sao mới đập hộp con đầu tiên đó. Rồi giờ thịt cắt nha, bắt đầu thịt khô nhưng không nha.